chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trưa nay hầu khắp Bắc Bộ trời đều phổ biến nắng nhiều và nhiệt độ gia tăng. Nhiệt độ cao nhất ngày trên toàn miền đều ở mức là từ 28 đến 32 độ. Ngày nắng nhiều thuận lợi cho các hoạt động dọn dẹp, hong phơi đồ đạc sau những ngày mưa liên tục kéo dài vừa qua. Tuy ban ngày có nắng ấm nhưng về đêm và sáng sớm thì trời nhiều mây, có sương mù và sương mù nhẹ rải rác làm tầm nhìn giảm nên quý vị tham gia giao thông cần hết sức chú ý, hạn chế tốc độ để đảm bảo an toàn. Tiết trời ban đêm và sáng còn se lạnh, do đó mà quý vị cần mặc thêm áo khoác nhẹ để tránh cảm lạnh. Cùng chung xu thế thời tiết của Bắc Bộ nên sáng nay ở thủ đô Hà Nội cũng xảy ra tình trạng sương mù. Hiện tượng này sẽ còn lặp lại tại thủ đô trong đêm nay và sáng sớm mai. Các phương tiện tham gia lưu thông trong khoảng thời gian này cần chú ý về tầm nhìn. Ngoài lưu ý đó thì hôm nay thủ đô Hà Nội vẫn có nắng rực rỡ, nhiệt độ tăng lên 1 độ so với 24 giờ trước đó, cao nhất ở mức là 32 độ, cảm giác sẽ hơi nóng bức. Về tối và đêm thì nhiệt hạ về mức là 22 độ, tiết trời se lạnh. Nắng ráo cũng là thời tiết chủ đạo ở Trung Bộ, trong đó có thành phố biển xinh đẹp Đà Nẵng. Trưa chiều nay toàn miền trời có nắng với nhiệt độ cao nhất ở mức là 31 độ. Về tối và đêm trời mát mẻ với mức nhiệt giảm về ngưỡng là 24 độ. Nhìn chung, thời tiết miền Trung khá dễ chịu, ủng hộ cho các hoạt động trong ngày làm việc cuối tuần. Tại Nam Bộ, từ chiều tối nay sang đến ngày mai thì mưa sẽ xuất hiện nhiều hơn bởi tác động của rãnh áp thấp xích đạo dịch chuyển lên phía Bắc. Nhiệt độ vì thế giảm nhẹ đi 1 độ so với 24 giờ qua. Tại thành phố Hồ Chí Minh, cao nhất trưa chiều nhiệt ở mức là 33 độ. Ngoài ra, cảnh báo về tình trạng ngập úng cũng được đưa ra với người dân ở các khu vực như là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Cần Thơ hay Vĩnh Long bởi kỳ chiều cường đầu tháng 10 âm lịch dâng cao, gây ảnh hưởng xấu đến sinh hoạt thường nhật cũng như giao thông của người dân thành phố. Mực nước cao nhất xuất hiện trong khoảng thời gian từ 0 đến 5 giờ và 14 đến 19 giờ. Khép lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin thời tiết tiếp theo.